Tôi sẽ mở ra một cái file mới để chúng ta để giữ lại cái file cũ. Ví dụ chúng ta có thẻ A đúng không? Thẻ A này đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái address bằng một giá trị bất kỳ, hoặc là chúng ta sẽ có cái thẻ đây address bất kỳ đi. Address bằng text.html. Trong này có nội dung là link to text. Ví dụ như này, đúng không? Bây giờ chúng ta có đoạn JS ở dưới script. Ví dụ như bình thường chúng ta nếu mà có thể lấy được text ở trong này hoặc lấy được HTML ở trong này thì không vấn đề gì cả. Nhưng tuy nhiên bây giờ tôi muốn lấy giá trị của cái thẻ của cái thuộc tính href này thì sao? Tôi không có cái hàm có sẵn để xử lý cái đấy. Không có hàm nào là chấm href cả. Đúng không? Chúng ta test thử nhá. Console.log này. Không thì tôi biến có biến var link URL đi. Nó sẽ bằng đô la cái A chúng ta. Cái này đúng không? Chấm href thử xem có không đã. Bình thường nếu mà muốn lấy cái gì là thường là như này đúng không? Bây giờ chúng ta thử lấy console.log và cái link URL và chạy cái file này xem nó có chạy không. Không chạy. Đúng không? Chứng tỏ là trong jQuery nó không có cái hàm gì gọi là cái hàm hoặc gọi là cái hàm href cả để lấy được giá trị của cái thuộc tính href trong thẻ A, đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải sử dụng cái thẻ khác, cái thuộc tính khác là thuộc tính ATTR, là viết tắt của attribute. Cái thẻ, cái hàm, cái API này nó giúp chúng ta tương tác với tất cả các thuộc tính, được chưa? Tất cả các attribute nằm trong cái thẻ mà chúng ta, cái thẻ selector ấy, được chưa nhỉ? Thì chúng ta muốn, nếu muốn lấy ra cái thuộc tính, lấy cái giá trị của cái href ra thì chúng ta viết đây là href, được chưa? Bây giờ test cái ra chưa, đúng không? Trong trường hợp chúng ta muốn muốn set ở bên đây đang là get, nếu mà chúng ta chỉ viết như này thôi thì nó lấy giá trị của cái thuộc tính đi ra ngoài. Còn nếu mà chúng ta muốn gán giá trị cho nó, ví dụ tôi để đây là https 2 chấm sược sược google.com chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ là gán giá trị cho thuộc tính href của selector này. Xong chưa? Reload. Còn thấy không? Sang Google này. Được chưa? Đấy là cái ý nghĩa của hàm ATTR này. Xong chưa? Tiếp tục, hàm van thì còn là dùng để làm gì? Van dùng để làm gì? Hả? Sao đâu? Tôi ví dụ cái chơi nhá. Ví dụ tôi có một thẻ P. Tôi sẽ có P lorem ở đây. Như này. Được chưa? Bây giờ tôi thử console log ra cái, ví dụ như text và text van chẳng hạn, nó sẽ bằng đô la p chấm van như này đúng không? Thử lốc nó xem nó có ra gì không nhá. Coi này, không có gì đúng không? Nó không lốc được cái gì cả, đúng chưa? Nó thực ra nó có lốc, nhưng nó lốc ra cái dòng dần dòng trắng này, nó chẳng có gì cả ở trong đấy. Nhưng mà nếu mà tôi cho cái thuộc tính value vào đây thì sao? Value bằng test get van from p, được chưa? Có lấy được không? Nó vẫn giống này này, được chưa? Nếu mà tôi thay vào đây bằng cái thẻ input thì sao? Thay đây bằng thẻ input, đóng cái thẻ input này vào. Đây là thẻ input.
sao thì là như thế nào? Trong cái trong toàn bộ các thẻ HTML của chúng ta có những cái thẻ nào có thuộc tính value? Thẻ input này, tất cả các thẻ input thì đều có thuộc tính value này. Thẻ gì nữa? Hả? Button tiếp. Thẻ gì nữa? Select. Đúng không? Text area có thử nhá. Thấy gì? Có lấy được không? Có lấy được đúng không? Rồi. Thì chúng ta tổng hợp lại những cái thẻ lúc từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện đấy. Những cái thẻ đấy nằm trong loại thẻ gì? Thẻ gì? Thẻ form. Chỉ có những cái thẻ thuộc về form thì nó mới có value thôi. Được chưa? Thì cái hàm van này này nó chỉ có tác dụng là xử lý với những cái hàm nằm trong form. Được chưa? Và ngoài ra cái hàm van này của chúng ta còn có thể là set giá trị cho những cái thẻ đấy. Set giá trị cho những cái thẻ nằm trong form, thuộc về form. Được chưa? Thì đấy nó là cái tác dụng của thẻ van này. Ngoài những cái thẻ thuộc về form ra thì cái thẻ van này nó không có tác dụng với những cái thẻ khác như thẻ P, thẻ H, rồi những cái thẻ deep, cái thứ kiểu là không có. Phải lưu ý vào. Hôm sau này dùng van linh tinh. Được chưa? Đấy là những cái thẻ mà giúp chúng ta hôm trước và hôm nay là đều những cái thẻ giúp chúng ta hiện là tương tác với các cái DOM, các cái đối tượng HTML trên giao diện của mình. Đây là những cái hàm cơ bản thôi. Được chưa? Tiếp theo, ví dụ như tôi có một thẻ div. Một thẻ div có text là lorem gì gì đấy chẳng hạn. Được chưa? Sau đó tôi có một cái thẻ style ở phía trên này. Style ở phía trên này, ví dụ tôi có cái là class là bg trừ color trừ green. Trong này tôi sẽ viết thuộc tính color bằng green. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ các bạn coi này. Các bạn thử comment cái mớ này vào. Như bình thường chữ bây giờ nó sẽ là màu gì? Trắng. Màu đen nền trắng đúng không? Rồi bây giờ các bạn coi này. Ví dụ bây giờ chạy đã. Đúng chưa? Chữ màu đen nền màu trắng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta coi này. Đô la div.s class bg color green. Được chưa? Thì chữ sang màu xanh. Và chúng ta xem cái thẻ đấy. Inspect nó ra. Nhìn thấy cái gì đây? Nó được add thêm cái class là color bg color green. Đúng chưa? Thì là cái add class này dùng để làm gì? Thêm một class vào trong cái div đấy. Chúng ta thử duplicate lên. Nếu theo logic thì viết như này thì sao? Thêm hai cái class vào đúng không? Bây giờ chúng ta coi nhá. Nó có mấy? Một. Chứ khi mà nó đã có rồi thì chúng ta có thêm bao nhiêu lần mà nó cũng chỉ luôn luôn có một mà thôi. Được chưa? Tiếp là gì? Tiếp là gì? Ví dụ tôi có một hàm là setTimeout. SetTimeout function. Đây tôi để là 3000. Tôi múc cái này lên trên. Cái hàm setTimeout này dùng để làm gì nhỉ? Setup là sau bao nhiêu giây sẽ thực hiện những cái code nằm trong cái phần hàm function kia. Được chưa? Đây sau bao nhiêu mili giây, xin lỗi các bạn. Tôi thay cái từ add class này thành từ gì? Remove class. Được chưa?
là màu xanh. 3, 2, 1. Thấy gì? Chúng ta có hai thêm hai hàm mới là hàm add class và hàm remove class. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi muốn cái chữ của tôi nó nhấp nháy. Muốn chữ của tôi nó nhấp nháy, giờ làm nào? Tôi sẽ có cái hàm là set interval. Hàm set interval dùng để làm gì? Tâm. Hàm set interval dùng để làm gì? Làm gì? À. Nhanh lên, giỏi nhanh lên. À. Đặt cái gì là đặt cái gì? Tiến. Set interval dùng để làm gì? Đặt khoảng thời gian rồi sao nữa? Đây giờ tôi đặt 1 giây rồi đấy, giờ làm sao nữa? Hết 1 giây thì sẽ chạy. Xong rồi sao? Sai rồi. Nào. Tiến. Tiềm. Set interval dùng làm gì? Hồi ăn cứt hết rồi. 3 thằng ăn cứt xuống chống đẩy 10 cái. Tráng miệng. Nghe nghe. Rồi. Làm gì? Không phải xuất hiện. Cứ sau 1 giây, cứ 1 giây thì thực hiện cốt nằm trong hàm function này một lần. Khổ lắm, đây có hai hàm, chúng ta có hai hàm timeout là sau 3 giây thực hiện cái này một lần. Và chỉ duy nhất một lần thôi. Được chưa? Còn cái hàm set interval này là cứ sau bằng này giây thì thực hiện cái cốt nằm trong function này một lần và nó lặp đi lặp lại cho đến bao giờ chúng ta clear interval đi thì thôi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có là if nếu thẻ deep của chúng ta chấm có là gì? Tiếng Anh có sở, có trong tay một cái gì đấy thì gọi là gì? Has class. Đúng chưa? Has class. BG trừ color trừ green. Viết như này ý nghĩa là sao? Nếu thẻ deep có đúng không? Có cái thuộc có cái BG color green này thì chúng ta có div chấm gì remove class BG color green. Còn else thì add class. Đúng chưa? Để tôi kiếm cái background nhá, nhìn nó kinh khủng. Background. Xong chưa? Thử nha. Nhấp nháy đúng không? À, cứ sau 1 giây là nhảy. Nếu tôi giảm cái này xuống còn 500 ms thì sao? Chưa. 500 ms là nửa giây vẫn nhanh và vẫn chậm. Thường thường người ta giảm xuống còn 200. Được chưa? Xong chưa? Chúng ta có hàm thứ ba là has class là để kiểm tra xong cái thẻ của chúng ta có cái class đấy hay không. Được chưa?
Tiếp tục này, vẫn là set interval 200, vẫn là cái nhấp nháy. Nhưng mà tôi không thích làm cái trò là check như này nữa, bởi vì nó xử lý quá nhiều thứ, tôi bỏ đi. Tôi chuyển cái này, chuyển cái hash class thành cái hàm toggle class. Hôm trước học hàm toggle rồi đúng không? Hàm toggle là gì? Biến mất và hiển thị đúng không? Nếu mà nó đang biến mất rồi thì nó sẽ hiển thị lên, mà nó đang hiển thị thì nó sẽ biến mất đi. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta cũng có hàm toggle class là nếu mà đang có cái class này thì xóa đi. Còn nếu mà không có thì add nó vào. Tác dụng tương tự. Đúng không? Tác dụng tương tự. À, toggle class dùng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? Có 1 tỷ các cái thể loại khác. Ví dụ nhá, bây giờ tôi có một cái để coi nào. Đây chúng ta có cái hàm này nữa, một vài cái hàm để đấy là những cái hàm mà tương tác với thẻ đúng không? Chúng ta mới học xong vài hàm tương tác với thẻ thôi. Thì để tôi coi xem là trong chúng ta có cái gì nào. Đây. Bài tập sẽ diễn ra như sau. Không biết chúng ta làm gì nhỉ? Bây giờ chúng ta có cái bảng như này, không nhận một cái bảng này, đây là tên, tuổi, lớp, được chưa? Và bên này là cái trên này là cái button thêm, ở trên đây nữa là có cái form gồm là tên, tuổi, lớp và input như này. Bây giờ yêu cầu như sau: khi mà điền thông tin vào đây rồi, lưu ý này, khi mà điền thông tin vào đây rồi, chúng ta kích vào nút thêm, được chưa? Thì cái bảng này sẽ lấy hết thông tin từ trên này và đổ xuống bên dưới con A, biết về A tuổi thì tức là thêm một dòng xuống dưới nhá, thêm một dòng dưới nhá, tuổi 20 chẳng hạn, lớp là K31 B5 ví dụ thế. Cứ mỗi một lần viết thông tin vào đây, bấm nút thêm thì ép thêm một dòng vào trong bảng, làm thử được rồi, tìm đủ mọi cách làm. Gì? Viết sai chữ C. Đấy không?
website and public. Chưa? Quay này xài là cái nó không có giỏi rồi. Thank you.
Xong chưa? Cái này sẽ sử dụng cái hàm gì? Hả? On click. Hàm click này, hàm gì nữa? Append gì nữa? Lấy cái gì để lấy giá trị của cái input? Van. Đúng rồi. Xong chưa? Không nhá. Văn chưa xong à? Cái gì không chạy? Yếu sinh lý vậy.
không nhá. Được đấy. Xong như nào? Xong chưa? Có mỗi thằng xong à? Lớp còn đến nào xong rồi không? Xong chưa? Tại sao chưa? Hả? Bị lỗi á? Thêm tỷ nữa. Cho 4 phút nữa nhá. Thằng Nam nhìn ngán vậy. Xong chưa? Vì sao chưa xong? Máy có team view, bật team view lên xem nào. Bật team view đọc cho tôi cái ID và mật khẩu. Có team view không? Hả? Chưa code gì? Cái gì? Cứ bật lên cho tôi xem nào. Mày chết rồi, thằng này chết rồi. Cực kỳ lười biếng. Ông không code thì đến bao giờ ông với code được. Người ta code thì có thể chấp nhận sai, sai thì còn sửa. Đây còn không thèm bắt đầu làm sao mà biết là mình sai ở đâu, mình cần làm cái gì. Mang máy lên đây. Mày có vào mạng đâu mà đòi diện. Rồi đây là cái gì đây? Luôn nhau à? Gọi cho tôi.
121 618 đây chứ quên. IVD 623 rồi mang về. Thằng này mà chưa cốt dòng nào thì 50 cái không phải là 10 cái. Lại rút dây mạng rồi à? Có vào đâu? Cắm dây như thế nào? Mới dừng lại ở cái script này, chưa thèm cốt dòng JS này. Tại sao lại thế này? Cái gì? Không nhớ cái click. Mày không biết search à? Hả? Xuống chống đẩy 30 cái thôi, nhanh lên, khẩn trương. 40 cái. Đến bây giờ còn nó làm xong rồi mình còn chưa thèm cốt dòng JS nào. Ê, mới kinh khủng. Cố lên, mới được nửa thôi. Sao có chống được nữa không? Ờ, cố đi. Thank you.
Xong chưa? Nào, cho cô nào. Đầu tiên có một cái view set này. Đây là add people. Đúng không? Đây có một cái div. Đây là tên. Hai chấm và thể input hai một tag. Input thành tag. Có cái ID, thích thì lấy ID cho dễ. Hoặc là name được. Tôi để name nhé. Name bằng name là tên. Tiếp duplicate lên là tuổi. Time bằng number. Age. Tiếp theo là gì nhỉ? Lớp đúng không? Lớp. Text. Class. Rồi deep. Button. Đây là save lưu. Rồi, và ở dưới này chúng ta có một cái table. Table này có thể th bao gồm tr và th. Th đầu tiên là tên. Tuổi. Lớp. Và dưới này là cái tê ba đi để trống. Không nhỉ? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt viết code để bắt cái sự kiện cho thằng. Để bắt đầu á, thì chúng ta cần phải sắp xếp được những cái sự kiện xảy ra trong này. Đầu tiên để thêm được một cái thằng này thì chúng ta cần phải có dữ liệu để fill vào. Dữ liệu lấy từ cái này đúng không? Dữ liệu lấy từ cái form này. Nhưng mà tuy nhiên để lấy được cái dữ liệu từ cái form này chúng ta phải chờ một cái sự kiện nó mới xảy ra. Thì chúng ta sẽ phải có code cho cái sự kiện là khi cái button này được click thì chúng ta sẽ tiến hành lấy code từ trên này, từ những input này. Sau đó tạo thành một thẻ TR, TR và sau đó append vào trong thẻ T3D này. Thì chúng ta sẽ có những đoạn code như sau. Script. Bước 1 là viết sự kiện click cho thẻ button. Chúng ta sẽ có là gì? Đô la button chấm click. Trong này là cái function. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái biến và name bằng đô la input có cái name bằng name chấm van đúng không? Đây lấy ra cái giá trị của cái thẻ input có type bằng name, có type name bằng name, tức là bằng cái này, name này bằng name này, chấm van là lấy giá trị ra. Được chưa? Tương tự như vậy chúng ta lấy ra age, name bằng age chấm van và class name bằng class, name bằng class chấm van. Tiếp tục thì sao? Chúng ta có va tr bằng, đây là cái thẻ tr đúng không? Chúng ta sẽ bằng cái sược như này, sược chéo nhá, sược chéo nhá. Thì mình sẽ có thẻ tr này. Trong tr mình sẽ có thẻ gì? Td này đúng không? Td ở đây mình sẽ hiển thị cái giá trị của gì? Của gì trước? Name này. Xong rồi đến age này. Xong rồi đến class name này. Xong, đây là xong thẻ tr. Và cuối cùng mình tìm đến cái thẻ td ở t3d. T3d chấm append cái thẻ tr cái vào trong là xong. Hết phim. Đúng không? Chạy thử nhá. Đây, tên này. Đây là bao công. Ví dụ thế.
bao công tuổi 30, lớp là K30B1 liều đúng nhá. Đây là triển chiêu chẳng hạn, tuổi 19, lớp K35B2 chẳng hạn liều được chưa. Có mỗi mấy cái dòng code thôi. Đây, đáng lẽ là làm xong cái này chúng ta phải clear những cái thẻ cái đi. Có phải này à? Không nhất thiết phải dùng giống này. Em dùng string bình thường cũng được. Nhưng mà nếu em dùng cái backslash là cái dấu phẩy sược như này này thì em nhìn lên đây này, muốn hiển thị text. Thứ nhất là cái này nó cho phép em viết nhiều dòng đúng không? Cái string kiểu bình thường 2 phẩy và 1 phẩy kia thì phải đứng ấy thì là nó chỉ cho em viết một dòng thôi, đúng không? Như này tôi có thể hoàn toàn viết được hai nhiều dòng, đúng không? Đấy là cái lợi đầu tiên. Cái lợi thứ hai là khi mà em dùng string bình thường ấy, em cộng em muốn hiển thị nhét thêm một cái giá trị từ biến vào trong cái đoạn string đấy thì sao? Em phải cộng, đóng string vào xong cộng tên biến xong rồi cộng xong rồi lại mở cái string ra đúng không? Nhưng bây giờ tôi chỉ là đô la đóng ở ngoặc nhọn tên biến vứt vào đây là nó hiển thị cái giá trị của biến, tiện hơn không? Cái gì ấy? Cái gì? Cái nút button size submit nhỉ? Ai bảo nhét vào form? Ông nhìn thấy tôi có form không? Hai button. Thank you.
Xong nhá. Tiếp này. Xong đến đây chưa? Lâu thế. Đây là bài tập 1. Chúng ta đến với bài tập 2 nhé. Đây. Bài tập 2 này. Xong bài tập 1 chưa? Không thằng nào trả lời tôi cứ sang nhé. Đi học mà cứ bị động. Rồi bài tập 2 chúng ta sẽ diễn ra như sau. Ta để ý các cái chi tiết sản phẩm không? Phần chi tiết sản phẩm ấy, nó sẽ như sau này. Khi mà các bạn làm một website thương mại điện tử chẳng hạn, nó sẽ có phần chi tiết sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có những, chúng ta phải edit nó, chứ không phải là tự nhiên mà nó hiển thị ra như vậy đâu. Chúng ta phải chỉnh sửa bằng tay á. Thì chúng ta sẽ có cái form như sau. Đầu tiên là tên sản phẩm. Được chưa? Tên sản phẩm này. Sau đó là mã sản phẩm. Được chưa? Rồi ảnh đây là các bạn trích dẫn cái đường link vào đây thôi, được chưa? Trích dẫn đường link vào đây. Ba cái phim này là ba cái phim bắt buộc, được chưa? Ba phim này là ba phim bắt buộc. Sau đó ở phía dưới này chúng ta có nút là thêm thuộc tính. Cái button là thêm thuộc tính. Khi mà bấm vào thêm thuộc tính thì chúng ta sẽ có một cái tự sinh thêm ra. Ở đây là một cái thẻ, đây là tên thuộc tính, đây là tên thuộc tính, bên này là giá trị thuộc tính. Đây, viết lại nó đẹp. Khi mà bấm vào tên thuộc tính này, nó sẽ sinh nó sẽ có việc, bởi vì nó có sẵn những cái bảng này sau thuộc tính này. Đây là tên thuộc tính. À, giá trị thuộc tính, được chưa? Mỗi một lần bấm vào đây, các bạn lưu ý mỗi một lần bấm vào đây thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái ô để điền chữ. Bên này cũng xuất hiện một cái ô nữa để điền chữ. Và các bạn càng bấm nhiều thì nó càng sinh ra nhiều, không có giới hạn, được chưa? Sau đấy khi mà các bạn điền hết tất cả những thứ rồi, ở dưới này nó có một cái button là lưu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sinh ra một cái màn hình như sau. Thứ nhất ở đây là cái ảnh sản phẩm. Lấy từ đây. Đúng chưa? Ảnh sản phẩm lấy từ đây. Tiếp theo là tên sản phẩm. Nó sẽ là thẻ H1 lấy từ cái này. Lấy từ cái này đổ xuống, vứt xuống. Được chưa? Tiếp theo là đây còn giá đấy. Giá thành, giá lên một cái ô như này. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ để ở đây là ngay dưới cái này. Ngay dưới này là cũng đoạn text như là giá. Giá sản phẩm. Đúng không? Rồi đây là quên nhầm. Cái này chưa lên giá. Mã sản phẩm chứ. Và giá. Giá thành ở dưới. Nó hai thằng này ngang nhau nhá, dùng 400 là làm. Đúng chưa? Còn ở dưới này chúng ta sẽ làm một cái, đây là tổng hợp các thuộc tính và giá trị, nó chính là tổng hợp của những cái thằng ở phía trên này. Các bạn thêm bao nhiêu thuộc tính và giá trị thuộc tính thì nó ở dưới này nó sẽ hiển thị tương ứng. Làm luôn bài này sẽ là bài về nhà, tôi sẽ chấm điểm vào nhá, giờ ghi vào nhá. Bài của bạn chưa rồi, đây xem nào. Không đi tên mà biết ai là của ai. Đây là nhiều vết nhỉ? Nhiều vết. Mấy mắt gì? Có nhớ không? Tôi chỉ cần công nhớ một phần người là chuối đâu có thành công.
chỉ số thế. Lại với cô tí này. Này mà đã đủ không? Chưa xong thì có tổng cộng bao nhiêu cái element? 50. Cương chép được 15 cái. 50 chỉ 15 nói được cái. 35. Cứ thế mà trống. Đấy chép được bao nhiêu cái? Đủ á? Mềm à? Chưa xin mặt có gì thôi à? Không có giấy mày xin. Đây là có gì? Đây, chung nguyên bản tiếng Anh của đâu? Có mơ ở đây, tại sao chúng nó vừa viết tiếng Anh ở trên nó dịch ở dưới đây nè? Tôi cho ông chống một nửa, tạm biệt à? Ai đọc là em đấy. Tao Cương. Với đúng quần mà làm thôi. Hai cái đủ chưa? Đúng chưa? Tại sao? Cần vỡ gì? Cho chống 30 cái. Không sao. Được quan điểm gì đó. Điều thế? Không phải điều đó. Ok. Đây là điều bản nhé. Dương vào lucychat.com đăng ký vào, đăng nhập vào. Tôi dạy cho. Chống thiếu cái nào thì liệu hồn với tôi. Dương đã vào trang này lucychat.com. Bây giờ đăng nhập vào. Ở bên này nó có cái phần login ấy. Đăng nhập bằng Gmail vào. Thấy không? Rồi, xong vào được cái mình. Được chưa? Xong rồi, next rồi. Next rồi. Chưa ăn thua gì cả. Tiếp tục đây. Cái giá phải trả thôi. Sao hai thằng dưới xong rồi á? Nhanh lên, khách à? Cả hai thằng à, sao phòng bên cạnh tên gì hả? Không chống sau, không có cái gì gọi là chống sau với chống trước ở đây cả. Chống sâu luôn. Từ từ, để tôi đếm còn kia. Thế rồi à? Chỉ có thế thôi à? Rồi, Dương này. Nhìn thấy cái document này không? Nhìn thấy không? We want to tell your đây bấm được cái mình này, bấm vào nó tự sinh ra một cái tab mới đúng không?
Rồi chờ tí nó tải. Xong đây là cái phần ô vẽ của mình. Thì đây này, ví dụ như cái view, cái phần phía trên này nhá, ông hoàn toàn có thể là cầm nhìn cái block này không? Chắc chắn không có cái này đúng không? Cầm kéo ra, thả ra. Text này ông bấm vào đây cho lên trên này. Đấy chưa? Ở đây là form. Xong chưa? Muốn cho nó rộng ra thì cầm kích vào xong kéo rộng nó ra. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ có cái gì? Tên sản phẩm đúng không? Nhìn thấy chữ tên này không? Cầm kéo vào. Tên sản phẩm. Thấy chưa? Rồi. Xong sau đấy mình lại cầm cái này mình kéo vào. Mình gom bó gọn nó vào. Cầm kéo xuống dưới. Trong này không có gì. Thấy chưa? Kích vào đây, kích vào đây. Ctrl C, Ctrl V. Dích, dích chuột xuống. Đây là gì nữa nhỉ? Mã sản phẩm. Hiểu định làm gì chưa? Đấy, viết đầy đủ các phim cơ vào, xong chưa? Tiếp tục này, chưa xong. Tiếp tục này. Đây là đến search, cái, bấm vào cái nút search đấy. Này, search chữ table. Bảng đúng không? Chờ tí. Đây, thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Cầm kéo sang. Xong chưa? Đây là cái phần phần phía dưới theo thuộc tính đúng không? Đúng chưa? Thì nhìn thấy cái row, cái column này không? Đang column 3 xuống column 2 này. Được chưa? Kích vào đây. Đây là thuộc tính. Đây là giá trị. Được chưa? Cầm kéo rộng nó ra. Và trong mỗi cái này nó là một cái view set. Một cái tag. Tag. Take input này. Đấy, take input cầm kéo vào nhau. Cho rộng ra tí. Được chưa? Copy, vượt xuống. Đây, nếu muốn tìm button thì tìm button. Đây thì button này không? Cầm kéo đây. Ví dụ cái bảng này tôi dịch lùi xuống tí vậy. Tôi để đây là thêm thuộc tính. Thấy không? Đấy. Rồi, xong chưa? Và button nữa thì lưu. Xong chưa? Nếu cần thì kéo rộng cái này xuống. Thấy chưa? Đây mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã sản phẩm này. Copy đồ xuống dưới. Đây là đến cái gì? Ảnh. Tiếp theo đến cái gì? Giá đúng không? Giá sản phẩm. Được chưa? Nó thêm thuộc tính, viết đủ thuộc tính nên bấm lưu. Lưu xong thì ở bên cạnh này nó sẽ có thông tin à, khi mà ở dưới nó sẽ hiển thị một cái form khác. Ví dụ như kiểu là mình lại có cái hình tròn kia thì mình lại bấm vào đây. À, hình chữ nhật kia thì mình bấm vào đây. Kéo rộng ra. Chẳng hạn như này. Bỏ cái này đi. Thì đây mình có thể viết text vào đây đưa lên trên này. Đây là thông tin chi tiết sản phẩm. Được chưa? Thì đây mình sẽ có một cái ảnh. Search chữ image. Enter xuống.
Đây, emit đây này. Cầm kéo vào. Được chưa? Đấy. Tiếp theo là take. Take thì lại về cái này. Ủa? Đâu rồi? Đây. Đây take đây. Cầm kéo sang. Đây là tên sản phẩm. Muốn cho nó to ra thì Ctrl A nó bắt đầu là đây này. Pick phê tên này. 18 pixel chẳng hạn, cầm kéo dài nữa là xong. Tên sản phẩm rồi bôi đậm nó lên. Bôi đậm nó lên. Được chưa? Viên nốt giá riêng các thứ kiểu giống như tôi vẽ dưới này. Xong rồi sau đấy này, nếu mà muốn tải cái này về để share cho cả lớp ấy thì chọn vào file này. Được chưa? Rồi, các bạn có thể là sửa tên ở đây. Đây là bài tập buổi 39 chẳng hạn. Nó tự lưu xuống. Sau đó là vào file này. File này. Download app này. PDF hoặc là PNG thì đều được. Tải xuống. Chờ tí. Đấy. Thấy chưa? Đúng những gì mình vẽ đúng không? Đấy, thì copy cái này và share cho các bạn. Đấy là cách sử dụng Lucidchart. Và sau khi bạn đấy, bạn viết xong nó sẽ tự sinh đổi lại tên ở đây này. Thấy không? Đấy là công việc của ông và hàng ngày ông đều phải làm cái việc này. Không làm được thì liệu hồn. Được chưa? Các bạn làm giao diện và bắt đầu làm phần này đi.